Chào mừng quý vị đến với kênh Hiên Bình Định. Tôi là Thanh Hoa, đem đến cho quý vị những thông tin sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, lính dù là chìa khóa giành ưu thế của cuộc chiến. Dây nhảy tĩnh thường được thực hiện ở độ cao thấp và tự động rút dù. Ngày nay, các hoạt động trên không có thể bắt đầu với máy bay trực thăng và máy bay cánh cố định. Dây tĩnh kéo túi dù bung ra từ ba lô dù. Việc kiểm tra thiết bị của các binh lính là rất quan trọng để ngăn ngừa tai nạn trong khi nhảy xảy ra. Khi lính nhảy ra khỏi trực thăng, chỉ huy nhảy dù giữ vững ở trung tâm khu vực phi hành đoàn. Trưởng kíp lái kiểm tra sự an toàn của người nhảy dù, nhưng các huấn luyện nhảy dù hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc nhảy dù. Người nhảy dù ngồi ở cửa khi trực thăng đạt lên độ cao an toàn để nhảy. Ở độ cao vài trăm feet, những người nhảy dù ngắm cảnh trước khi rời khỏi máy bay. Tiếp viên trưởng tháo dây an toàn để đảm bảo không có dây nhảy trên máy bay. Huấn luyện viên nhảy dù đã ra hiệu lệnh với người nhảy dù và vỗ nhẹ vào người nhảy dù vì tiếng ồn trong cabin. Những người nhảy dù rời khỏi máy bay và bảo vệ kho dự trữ của họ trong khi khoang chính mở. Huấn luyện viên nhảy dù hối thúc nhóm học sinh tiếp theo đu dây. Đây là lần đầu tiên họ nhảy dù. Người nhảy dù cố gắng thao tác căn chỉnh cho dù đưa mình xuống khu vực tiếp đất theo mong muốn. Khi đã tiếp đất, những người nhảy dù sẽ buông tay thả dù ra để họ không bị kéo lê trên mặt đất. Máy bay C-130 khổng lồ được sử dụng để nhảy trong đội hình lớn hơn. Dây cáp trên cao trên máy bay là nơi các đường dây tĩnh được kết nối với máy bay. Top lính dù mang những quân tư, trang cần thiết đầy người, chuẩn bị nhảy xuống từ cánh cửa vừa mở. Khi chiếc trực thăng phụ rời khỏi máy bay, đèn chuyển sang màu xanh lá cây và tiếng còi vang lên. Đội lính dù nhảy dây khỏi máy bay bằng cả hai bên cửa. Bầu trời bao phủ bởi những chiếc dù xanh và những người lính dù đáp xuống mặt đất với một chiếc dù che nhẹ nhàng. Những chiếc dù tròn hiện đại có các lỗ thông hơi cho phép người nhảy thực hiện một số điều khiển thuận tiện với các thao tác cơ bản.
Những chiếc dù T10 này gần đây đã được nâng cấp thành chiếc dù T11, mang lại hiệu suất tốt hơn. Một chiếc dù tốt để hạ cánh là rất quan trọng để ngăn ngừa chấn thương khi họ chạm xuống mặt đất. Một thương binh giả định nổi trên mặt nước trong một buổi huấn luyện cứu hộ trên biển. Các nhân viên cứu hộ chuẩn bị nhảy xuống nước từ những con đại bàng biển đang lơ lửng. Một thợ lặn nhanh chóng đặt dây thừng xuống nước và bắt đầu nỗ lực giải cứu nạn nhân. Tìm kiếm và cứu hộ chỉ là một trong những nhiệm vụ được thực hiện bằng cách sử dụng. Báo cáo số lượng những người sống sót trong phi hành đoàn giả định khi chuẩn bị cứu hộ. Khi phi hành đoàn chuẩn bị các thiết bị cứu hộ, chiếc máy bay trực thăng đã ném chiếc bè cứu sinh này xuống phía dưới. Thuyền trưởng hỗ trợ người sống sót và thợ lặn cứu hộ vào khoang tàu biển. Phi hành đoàn của chim ưng biển đặt một chiếc giỏ để phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân hôn mê hoặc bị thương. Thuyền trưởng đã sử dụng cần cẩu gắn bên hông để trục vớt những người thợ lặn cuối cùng. Trong bất kỳ loại hình huấn luyện dưới nước nào, tàu an toàn thường được đặt tại chỗ. Một tàu đổ bộ tấn công trên boong tàu, chở tàu đổ bộ LCU cỡ lớn đến. Một chiếc xe đa dụng với tính năng di động cao hay còn được gọi tắt là Humvee của thủy quân lục chiến và xe kéo di chuyển chậm trong khu vực lưu giữ đậu xe. LCU là tàu đổ bộ, là một loại tàu được sử dụng để đổ bộ một lực lượng quân sự, bộ binh và thiết giáp, thường là từ biển vào bờ trong một cuộc tấn công đổ bộ. Để tiết kiệm không gian, các thiết bị thường được đóng gói sẵn trong xe để triển khai nhanh hơn. Thủy quân lục chiến giúp loại bỏ các giải hàng hóa trong một thùng đựng hàng. Xe quân sự cỡ lớn di chuyển cẩn thận trong boong tàu đổ bộ tấn công.
dẫn của các quan sát viên an ninh và hướng dẫn viên mặt đất nhằm bảo đảm ngăn ngừa tai nạn cho người và phương tiện. Phải có sự tính toán quy hoạch cẩn thận để đảm bảo khai thác từng diện tích của khu vực hàng hóa. Một phi công F-22 vừa đáp về mẫu hạm để chuẩn bị cho các hoạt động tiếp nhiên liệu. Lực lượng tiếp nhiên liệu nối ống vào một điểm chuẩn bị truyền nhiên liệu. Trên phi cơ tiếp nhiên liệu phải được tháo rời để chống rò rỉ nhiên liệu áp suất cao. Nhân viên bảo trì khởi động động cơ xe chở bồn nhiên liệu để bắt đầu quá trình tiếp nhiên liệu. Một số nhân viên bảo trì phải gắn tai nghe trên đầu để liên lạc với phi công trong quá trình khi nhiên liệu được chuyển đến. Sau khi tiếp nhiên liệu xong, có hiệu lệnh của người truyền lệnh, nhân viên tiếp nhiên liệu sẽ tháo vòi ra khỏi đường ống đang chạy. Lưu trữ ống tiếp nhiên liệu cẩn thận là điều cần thiết để giữ cho nó không bị rò rỉ và luôn sẵn sàng phục vụ tốt nhất. Hai chiếc F-22 đang chờ lệnh mới được phép cất cánh. Khi phi công tăng tốc và thu xếp thiết bị, một quỹ đạo hình thành trên đầu cánh của Raptor. Ở trạng thái đốt cháy nhiên liệu tối đa, F-22 tăng tốc thẳng đứng. Điều khiển máy bay vượt đỉnh khi mũi máy bay rơi ngược xuống mặt đất. Hình dáng đặc biệt của F-22 cho thấy khả năng tàng hình của nó. Binh sĩ lục quân Mỹ huấn luyện cùng phi hành đoàn máy bay trực thăng EC-725 Caracan. Trưởng phi hành đoàn trình diễn tải cáp treo cho các học viên Mỹ để chuẩn bị cho họ thực hiện huấn luyện nhiệm vụ tải cáp treo. Một chiến sĩ gọi điện qua bộ đàm báo cáo rằng tải cáp treo đã sẵn sàng di chuyển. Binh sĩ quân đội Mỹ gắn dây cáp kéo vào bụng trực thăng Caraca. Một binh sĩ trên chiếc Aerocopter chở đầy người ra hiệu cho khu vực hạ cánh. Chiếc trực thăng từ từ hạ xuống trong khi các nhân viên mặt đất cố gắng nâng dây cáp lên. Thank you.
trực thăng sẵn sàng tăng tốc di chuyển với kiện hàng treo thành công bên dưới nó. Câu chuyện đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.